Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Tuấn, phẫu thuật viên về chuyên ngành ung thư. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người về 7 vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở phụ nữ. Cơ thể người phụ nữ thì có nhiều điểm khác biệt so với nam giới. Ngoài ra thì các vấn đề liên quan đến gọi là xã hội, tức là yếu tố xã hội, nó cũng sẽ góp phần làm cho phụ nữ sẽ mắc các bệnh lý mà nó khác hơn so với nam giới. Và sau đây là 7 vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở nữ giới đã được thống kê. Đầu tiên đó là bệnh tim. Theo báo cáo của CDC thì bệnh tim là kẻ giết người hàng đầu ở cả nam và nữ. Ở phụ nữ thì tình trạng này là nguyên nhân gây ra khoảng 29% các ca tử vong. Mặc dù là nhiều đàn ông chết vì bệnh tim hơn là phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì có xu hướng là được chẩn đoán sai cũng như là chẩn đoán chậm trễ hơn. Các triệu chứng ở phụ nữ thường dễ bị bỏ sót hơn các chị ạ. Triệu chứng điển hình của bệnh tim thường gặp nhất đó chính là đau ngực, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều phụ nữ có thể chỉ hơi có đau hàm, đau vai, cảm giác nôn, buồn nôn hoặc là khó thở thôi. Thì những cái triệu chứng này có thể nhầm lẫn với những cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn về nội tiết. Gánh nặng ở bệnh tim ở phụ nữ là rất lớn. Những người càng sớm thích nghi với lối sống lành mạnh ấy, thì nguy cơ mắc bệnh tim hay là đột quỵ sẽ càng giảm đi. Mọi người có thể giảm những nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách là mình thay đổi lối sống. Đấy, bao gồm là mình có một cái chế độ ăn uống cân bằng cũng như là có một cái chế độ tập thể dục đều đặn. Cái vấn đề sức khỏe thứ hai đó chính là lo âu và trầm cảm. Các anh chị biết đấy, lo âu là một phần bình thường của con người, đúng không ạ? Nhưng mà với cái chứng rối loạn lo âu đấy, thì cái vấn đề đó nó có thể trở nên cực đoan và cản trở cuộc sống hàng ngày. Theo các con số thống kê ở Mỹ thì phụ nữ có nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu cao gấp đôi so với nam giới. Cũng giống như lo âu thì phụ nữ có nguy cơ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm cao gấp đôi so với nam giới. Cái sự thay đổi nồng độ nội tiết dao động trong chu kỳ kinh nguyệt này, quá trình mang thai, chăm sóc con cái sau sinh và mãn kinh có thể làm tăng cái nguy cơ trầm cảm của người phụ nữ. Cái căng thẳng này cộng với những cái vấn đề về gia đình, các vấn đề đau hay sức khỏe cũng có thể là nguyên nhân gây ra trầm cảm của người phụ nữ. Những cái rối loạn này là những cái vấn đề y tế thực sự và có những cái phương pháp điều trị cần thiết các anh chị ạ. Vấn đề sức khỏe thứ ba đó chính là loãng xương. Khi bị loãng xương ấy thì xương trở nên yếu và dễ gãy hơn. Tuổi tác là một trong những cái yếu tố nguy cơ quan trọng. Càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc bệnh sẽ càng cao. Theo thống kê ấy, thì ước tính có khoảng 10 triệu người Mỹ bị loãng xương và 80% trong số đó là phụ nữ. Căn bệnh này là phổ biến hơn ở phụ nữ vì một số lý do. Đầu tiên đó là phụ nữ thì có xu hướng là xương nhỏ hơn và ít đặc hơn so với nam giới. Thứ hai là cái quá trình mất xương nó tăng lên khi lượng estrogen nó giảm sau cái thời kỳ mãn kinh. Thứ ba đó là phụ nữ thì thường sống lâu hơn so với nam giới. Mà sống lâu hơn thì sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, đúng không ạ? Có một số điều mà mọi người có thể làm để làm chậm cái quá trình mất xương. Đó là mình không hút thuốc này, hoặc là không có uống rượu bia, thường xuyên tập thể dục và đảm bảo là mình cung cấp đủ canxi cũng như là vitamin D hàng ngày theo cái nhu cầu khuyến nghị nhé. Cơ thể mình sử dụng canxi để xây dựng lên một cái khung xương chắc khỏe, nhưng nó sẽ không thể nào hấp thụ đủ canxi nếu như không có sự trợ giúp của vitamin D các chị em nhé. Thứ tư đó là ung thư vú. Theo Hiệp hội Ung thư ở Hoa Kỳ thì ung thư vú vẫn có thể xảy ra ở cả nam giới, nhưng mà không có gì ngạc nhiên khi nó phổ biến hơn ở phụ nữ, đúng không ạ? Nó gấp khoảng 100 lần so với nam giới. Hiện tại thì nguy cơ trung bình của một người phụ nữ ở Mỹ mắc ung thư vú trong đời là khoảng 12%. Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Theo Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu Global Can năm 2020 ấy, thì có khoảng hơn 2,2 triệu ca mắc mới mỗi năm và gần 700.000 trường hợp tử vong. Có một số cái yếu tố nguy cơ chị em không thể kiểm soát, ví dụ như là mình già đi hoặc là có một số cái gen di truyền. Nhưng mà mình cũng có những cái thói quen hàng ngày có thể làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như là hạn chế uống rượu, giảm cân sau tuổi mãn kinh, tập luyện thể dục. Ung thư vú là bệnh ung thư mà có
thể nguy hiểm đến tính mạng nhé. Ngoài việc mà mình thay đổi các thói quen giúp giảm nguy cơ mắc, thì việc tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời là việc làm hữu hiệu nhất các anh chị ạ. Đây là việc làm mà có giá trị nhất hiện nay nha anh chị nhé. Điều thứ năm đó là các bệnh lý về tự miễn. Có đến hơn 80 bệnh tự miễn dịch khác nhau, tức là tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm vào các tế bào khỏe mạnh của chính nó. Theo Hiệp hội các bệnh liên quan đến gọi là bệnh tự miễn dịch ở Hoa Kỳ ấy, thì 75% người Mỹ mắc bệnh tự miễn là phụ nữ. Đấy, các nhà nghiên cứu thì hiện nay người ta vẫn lúng túng và chưa tìm ra được cái lý do giải thích là tại sao. Vì các bệnh tự miễn chưa được hiểu rõ nên là cái việc mà xác định các yếu tố nguy cơ cụ thể nó cũng rất khó khăn các chị ạ. Các triệu chứng cũng có thể không đặc hiệu và cản trở cái việc mà mình chẩn đoán đúng. Mình có thể lưu ý rằng là hầu hết các bệnh tự miễn thì có một số các điểm chung với các triệu chứng như là mệt mỏi, có tình trạng sốt, sốt kéo dài, sốt nhẹ thôi, có đau hoặc kích ứng ở da, có tình trạng chóng mặt. Cái việc điều trị các bệnh lý tự miễn là rất khó khăn. Nhiều quan điểm áp dụng các biện pháp thay đổi lối sống, chế độ ăn thì có thể mang lại lợi ích. Ví dụ như là mình tiêu thụ ít đường hơn này, mình tiêu thụ ít cái chất béo hơn, cái chất béo mà chất béo no, chất béo mà mỡ động vật ấy. Đấy, mình giảm căng thẳng, giảm những cái lượng độc tố vào cơ thể. Tuy nhiên, cái cách bảo vệ tốt nhất để chống lại bệnh tự miễn là phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Sau đó mình phải theo dõi sát để tránh những việc bị tái phát. Thứ sáu đó là vấn đề về bàng quang và nhiễm trùng tiết niệu. Chị em phụ nữ thì gặp các vấn đề về kiểm soát bàng quang hay gọi là tiểu không kiểm soát ấy, thì cái tỷ lệ mắc nó gấp đôi so với nam giới cơ. Mang thai, sinh con hay là quá trình mãn kinh là những cái yếu tố mà tạo nên cái sự khác biệt này ở phụ nữ so với nam giới. Thực tế là phụ nữ thì bị nhiễm trùng đường tiết niệu thường xuyên gấp 30 lần so với nam giới. Một trong những cái lý do đó chính là niệu đạo, tức là cái ống dẫn nước tiểu ra ngoài cơ thể ở người phụ nữ thì ngắn hơn so với nam giới. Điều này nó sẽ khiến cho vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiểu dễ dàng xâm nhập vào bàng quang hơn. Ngoài ra thì ở phụ nữ, ở âm đạo này và hậu môn, hai nguồn vi khuẩn tiềm ẩn nó nằm khá là gần nhau và gần với niệu đạo. Do đó có một cái lưu ý quan trọng đối với phụ nữ đó là khi mà đi vệ sinh ấy, thì nên lau từ trước ra sau, tránh lau từ sau ra trước và mang theo vi khuẩn tới đường tiểu nhé. Và cuối cùng đó chính là bệnh về tuyến giáp. Tuyến giáp ấy nó là một cái tuyến nội tiết nhỏ đấy, nhưng mà với làm một cái nhiệm vụ rất là lớn. Cấu trúc nó hình con bướm làm ở cổ này, tiết ra các hormone kiểm soát cái sự trao đổi chất của cơ thể. Nhưng đôi khi tuyến giáp nó sản xuất quá nhiều hoặc là sản xuất không đủ hormone đảm bảo nhu cầu của cơ thể. Ví dụ như là trong bệnh suy giáp thì tuyến giáp sẽ không sản xuất ra đủ hormone và gây ra các triệu chứng như là tăng cân, cảm thấy cơ thể dễ bị lạnh hơn và nhịp tim thì chậm. Trong bệnh cường giáp thì ngược lại, tuyến giáp sản xuất quá mức cái hormone và gây ra các triệu chứng như là giảm cân, khó ngủ, nhịp tim nhanh, loạn nhịp, run tay. Hai cái tình trạng tự miễn dịch như là bệnh Basedo hay là Hashimoto là những cái nguyên nhân phổ biến gây ra cái chứng cường giáp hoặc là suy giáp. Nhưng mà cũng có thể có những cái nguyên nhân tiềm ẩn khác nhau các chị ạ. Theo thống kê thì phụ nữ có nhiều khả năng mắc các vấn đề về tuyến giáp hơn nam giới. Và trên thực tế thì cứ 8 người phụ nữ thì có một người sẽ mắc phải cái vấn đề này trong đời. Đối với phụ nữ thì các vấn đề tuyến giáp có thể cản trở cái vấn đề về kinh nguyệt, gây ra các rối loạn trong cái quá trình mang thai hoặc là sau sinh. Ngoài các bệnh lý lành tính thì ung thư tuyến giáp cũng gặp nhiều hơn so với nam giới nhé. Ở những người trẻ tuổi, dưới 40 tuổi, tỷ lệ nữ có thể gấp đến 7 lần so với nam giới về cái gọi là nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp các anh chị nhé. Vâng, đó chính là những cái vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở phụ nữ. Thì các anh chị có thể theo dõi tiếp các video của bác sĩ Tuấn để có thêm những cái thông tin bổ ích tiếp theo nhé.